Xin chào các anh chị. Giáp Tết rồi, chúng ta chuẩn bị đón cái Tết đến đâu rồi ạ? Vâng, nếu mà Tết nhất có nhiều thời gian rảnh thì lục lại kênh YouTube PA Marketing của chúng tôi. Vâng, đây kênh của chúng tôi đây, để xem các cái video, có rất nhiều các bài học chúng tôi đang đưa lên đây. Vâng, và kênh này hoàn toàn là để chia sẻ kiến thức, không để kiếm tiền từ YouTube đâu. Bởi vì làm 3 năm rồi tốn rất nhiều tiền nhưng mà chưa kiếm được đồng nào từ YouTube cả. Vâng, hy vọng là cái Tết sẽ thật đầm ấm, an lành và hạnh phúc đối với tất cả các anh chị và các bạn, là những người bạn, những người học viên, những người mà gọi là viewer, tức là chỉ xem thôi, chưa bao giờ tương tác với Phan Anh. Thì rất mong là năm 2020 chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Các anh chị và các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ số điện thoại 0989 623888. Số này tôi dùng từ hồi sinh viên là 15 năm rồi, chưa bao giờ đổi nên không sợ nha. Email phananhonline@gmail.com, Facebook cũng là facebook.com/phananhonline. Các anh chị có thể tìm chữ phananhonline viết liền. Vâng. Rồi thì các anh chị vào YouTube PA Marketing để các anh chị sẽ thấy. Ok. Hôm nay thì bài học này chúng tôi sẽ đưa đến cho các anh chị và các bạn trong series video Business and Marketing Vlog by Phan Anh và Cộng sự. Đó là những cái lời khuyên để giúp các anh chị có thể start up thành công, có thể kinh doanh thành công, có thể khởi nghiệp thành công. Làm thế nào để một cái người mới vào trong một lĩnh vực mà có thể chiến thắng được đối thủ cạnh tranh, có thể là dễ dàng xâm nhập được thị trường. Đấy. Thì đây là những cái lời khuyên giúp những cái người mà mới start up này, hoặc là mới vào nghề này, hoặc là mới khởi nghiệp này, có thể kinh doanh thành công, hoặc là giảm những cái rủi ro, đúng không? Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái cách mà chúng ta có thể vào được trong cái quá trình mà chúng ta làm kinh doanh. Chúng ta có thể bán hàng online trên Facebook cá nhân, trên Zalo cá nhân, trên fanpage, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, làm website. Chúng ta có thể nhập hàng hoặc không cần nhập hàng, chúng ta có thể tham gia cộng tác viên. Có rất nhiều cách để chúng ta start up, để chúng ta kiếm vài triệu một tháng không khó, hoặc là chục triệu một tháng kiếm thêm thu nhập không khó. Nếu như các bạn muốn làm điều đấy, các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi tư vấn và trợ giúp, được chưa? Thế là chúng ta làm startup chuyên nghiệp, chúng ta cần phải nghiên cứu, hoặc là chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta cũng nên nghiên cứu một chút, đúng không ạ? Đây là thông tin của tôi, tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học chuyên gia về marketing. Vâng. Thế thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi và nghiên cứu thị trường, phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta bán sản phẩm gì, chúng ta có lợi thế gì khi chúng ta bán sản phẩm đó. Thí dụ như là sản phẩm đấy hiếm, sản phẩm đấy rẻ, sản phẩm đấy sạch sẽ, hay sản phẩm đấy rất là khó kiếm trên thị trường. Đấy. Và chúng ta phải nghiên cứu thị trường xem là có đối thủ như thế nào, có bao nhiêu đối thủ, chúng ta có lợi thế gì, đối thủ có lợi thế gì, đối thủ có bất lợi thế gì và chúng ta có bất lợi thế gì. Chúng ta nghiên cứu thật kỹ bằng cách là chúng ta làm gì? Search các cái trang web trên Google, search các cái trang web trên fanpage, đúng không ạ? Chúng ta tìm và chúng ta theo dõi. Đó, chúng ta có thể mua hàng của người ta, chúng ta có thể chat với người ta để chúng ta xem là giá cả rổ giá như thế nào, vân vân. Đấy, rồi thì chúng ta phải nắm bắt được thông tin của thị trường, biết rõ được các cái bí quyết nghề nghiệp, lỗ lãi ra sao, người ta ngày bao nhiêu đơn, một đơn người ta làm thế nào để có được đơn hàng như vậy, người ta chăm sóc khách hàng ra sao, người ta sử dụng ship, sử dụng telesale, sử dụng nhân sự, có bao nhiêu nhân sự, mình phải biết được, hoặc ít nhất là mình phải học được cái điều đó. Nếu mình không học được thì mình phải thuê thầy, thuê thợ để tư vấn cho mình. Đó, thí dụ như là sau khi mình nghiên cứu về thị trường đồ uống như là cà phê, mình cảm thấy cà phê cạnh tranh quá, thì thời điểm này trà chanh đang lên thì mình có thể suy nghĩ về việc đầu tư trà chanh. Và sau đó trà chanh 1-2 năm nữa nó hết thì chúng ta cũng có thể là lại quay trở lại làm đồ uống hữu cơ, đồ uống sạch, vân vân, hoặc là những cái đồ uống tốt cho sức khỏe. Chúng ta bắt buộc phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu sản phẩm và tìm ra được các cái gọi là USP, Unique Selling Point, tức là những cái điểm khác biệt nhất khi bán hàng. Thí dụ mới đây tôi có đăng bán sản phẩm là thịt lợn rừng. Thì các bạn thấy đấy, bây giờ thịt lợn thì rất là phổ biến, đúng không? Thế nhưng mà thịt lợn rừng thì hiếm, các bạn ra chợ không mua được thịt lợn rừng đâu. Đó, thì rất là ít, đúng không ạ? Mà lợn rừng và tôi đang hợp tác với một cái trang trại là học viên của tôi, thì anh ấy là dạng quy trình nuôi lợn rừng là khép kín, lợn rất là ngon và
đảm bảo là các anh chị mà mua phải lợn mà không ngon hoặc là thịt không ngon, chúng tôi có thể cam kết hoàn tiền. Thế trên thị trường là hiện nay là không có một cái sản phẩm nào là đồ ăn nước uống mà không ngon mà hoàn tiền cả. Thế thì đấy chính là điểm khác biệt của tôi, và sản phẩm của tôi khác biệt, sản phẩm tôi hiếm, sản phẩm tôi rất là chất lượng, nên tôi yên tâm tôi bán và tôi tung lên thị trường cái là tôi có ngay đơn hàng. Và số lượng đơn hàng bây giờ chưa nhiều nhưng mà nó tăng dần, mỗi ngày vài đơn cứ như vậy. Sau này nó sẽ có một cái lượng khách hàng lớn và lúc đó người ta sẽ quay trở lại tái mua, đúng không? Vâng, chúng ta sẽ phải học hỏi đối thủ, học hỏi những kinh nghiệm thành công, kinh nghiệm phát triển sản phẩm, kinh nghiệm quản trị nhân sự, kinh nghiệm bán hàng online, kinh nghiệm chạy quảng cáo, vân vân. Họ học ai mình đến học, họ làm gì mình làm theo, và mình phải suy nghĩ được là mình tìm được ra được bí quyết. Cái quan trọng nhất là nó phải có bí quyết. Ví dụ như là bây giờ tôi hôm trước tôi tư vấn cho một cái đơn vị họ sản xuất áo sơ mi, họ có nhà máy sản xuất. Họ sản xuất ra một cái áo sơ mi với giá 30.000 đồng. Thì tôi hỏi các anh chị và các bạn làm sao đấu lại họ? Thì tôi nói đấy chính là bí quyết. Làm thế nào họ có thể sản xuất được một cái áo sơ mi với giá 30.000? Đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là họ đi mua vải, là dạng là vải. Một số trường hợp họ mua được cái vải người ta gọi là cái hàng tồn, rồi thì cái hàng giống như là hàng 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 bỏ đi. Đấy, tất nhiên chất lượng vải vẫn có thể tốt ở mức độ chấp nhận được. Có thể là cái mẫu vải, cái kiểu dáng ấy nó không không được đẹp, không được hiện đại thôi. Thì tính ra may một cái áo sơ mi nó hết 1m2 vải, hoặc là người ta sẽ may cái áo cộc nó còn hết ít vải nữa thì chỉ hết khoảng 1m1 và người ta mua được cái vải rẻ thì chỉ mất khoảng 20.000 tiền vải. Cộng với công may công nghiệp người ta may hết có 10.000. Tôi đã nói chuyện với một anh chủ nhà may chuyên xuất hàng đi 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 Hàn Quốc. Anh ấy nói là thỉnh thoảng bọn anh vớ được những lô vải và anh may với giá là 30.000 một áo sơ mi. Thế thì kể cả bán 150 vẫn là rất rẻ, thì bạn cũng đã lãi 5 lần. Thế thì làm sao mình có thể có được cái bí quyết như vậy? Trong khi đó bây giờ mình cũng nhảy vào nghề thời trang, mình may một cái áo ra mất 150, trong khi đó người ta sản xuất 30.000. Thì mình liệu rằng còn cửa hay không? Đúng không ạ? Ý tôi là như vậy. Đấy, mình phải xem xét quy mô thị trường, tiếng Anh nó gọi là market size, tức là dung lượng thị trường nó có đủ lớn hay không. Hãy nhớ là bán những sản phẩm có dung lượng thị trường lớn, dễ mua, dễ bán, tiết thiết yếu, có thể có khả năng tái mua, có biên độ lợi nhuận đủ tốt nhá. Hãy điều tra thật kỹ những cái điều đó, những gì mà đối thủ đã thành công và những gì đối thủ chưa thành công, điều gì mà khách hàng còn phàn nàn. Thì từ đó khi mà khách hàng phàn nàn, nó chính là việc mà chúng ta đã tìm ra được cái việc mà chúng ta cung cấp tốt hơn cho khách hàng, đúng không ạ? Vâng, đó. Rồi thì đối thủ họ lấy hàng từ đâu, nguồn hàng đấy đã thực sự tốt hay chưa. 30.000 như thầy Phan Anh nói là tuyệt vời lắm rồi, nhưng liệu rằng mình có thể đặt mua được 28.000, 25.000 hay không? Đấy là cái câu hỏi, đúng không ạ? Rồi tần suất họ thay đổi mẫu mã như thế nào, lượng tiêu thụ hàng hóa, cách thức bán hàng, cách thức tổ chức, nhân sự. Rồi thì bí quyết kinh doanh của họ, chúng ta hãy nhớ những điều đấy, rất là quan trọng, đúng không? Vâng, chúng ta cũng sẽ đi học và đi thuê tư vấn từ những người thầy, những cái chuyên gia hàng đầu để giảm thời gian tiếp cận và làm tăng cái hiệu suất kinh doanh lên. Cũng đồng thời làm cho cái quá trình startup và khởi nghiệp kinh doanh của chúng ta thành công hơn. Hãy chọn những cái sản phẩm mà chúng ta có lợi thế nhất, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cần phải có ưu thế về giá cả, về bao bì, về mẫu mã, về kênh phân phối, về kỹ thuật quảng cáo, và các chiến lược đa kênh hay là vân vân, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình sell từ khóa nó lên này, mình bán trên Shopee nó được này, mình chạy app nó ra đơn này. Đấy, rồi thì mình lại chạy các cái nền tảng hệ thống khác nó cũng ra đơn thì cũng rất là tốt. Đó. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu khách hàng. Khách hàng của ta là ai, tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, thu nhập của họ, họ thích mua hàng gì, họ điều gì sẽ khiến họ mua, điều gì khiến họ không mua, điều gì khiến họ sướng, điều gì khiến họ phê, điều gì khiến họ cảm thấy là sợ hãi. Mình khi mà họ sợ, mình xoáy vào nỗi đau. Thí dụ khi tôi viết quảng cáo cho thịt lợn, đúng không? Một cái sản phẩm rất thông thường thôi. Thì tôi biết là cái nỗi đau của họ là gì, họ mua phải thịt lợn trắng, bây giờ là ăn cám tăng trọng, bị tiêm, rồi thì kích thích, rồi dư lượng các cái loại hóa chất trong con lợn đấy nó rất là nhiều. Thế thì tôi sẽ nói là gì ạ? Lợn của tôi là không có dư lượng, không kháng sinh, ngon, thế này thế khác. Đấy chính là gì ạ? Biết được cái nỗi đau để mình xoáy vào nỗi đau của họ. Và mình làm nổi bật lên cái sản phẩm của mình, đúng không? Rồi,
mà mình cũng học hỏi đối thủ rồi cộng tác với đối thủ, thậm chí là hợp tác và duy trì một cái mối quan hệ tốt với đối thủ, đúng không? Đối thủ cũng có thể là bạn bè, cũng có thể là đối tác, đúng không? Mình học hỏi và mình vươn lên, và thậm chí mình bắt tay với họ để hình thành nên đế chế, cũng rất là tốt, đúng không? Và không nhất thiết là chúng ta phải phải tiêu diệt nhau đấy, và cư xử với họ theo cách là chúng ta là cái người luôn luôn học hỏi mong muốn đó. Thế rồi thì chúng ta tìm ra những cái lợi thế của chúng ta để chúng ta gọi lấy yếu để thắng mạnh, đúng không? Ví dụ như là chúng ta không có tiền thì chúng ta phải linh hoạt, chúng ta không có tiền thì chúng ta phải chịu khó làm ngày làm đêm, chứ không phải là chúng ta lại đi ăn cắp công nghệ của họ, chúng ta nói xấu họ, chúng ta chơi xấu họ, đúng không ạ? Và chúng ta phải tìm ra những lợi thế. Thí dụ như việc chăm chỉ phát triển các kênh YouTube như này cũng là một lợi thế. Rồi thì việc chăm chỉ ra sách, rồi việc làm bất kể những cái việc gì việc kia mà để có được cái chỗ đứng trên thị trường cũng là cái cách mà chúng ta sẽ làm khi mà chúng ta không có lợi thế bằng đối thủ. Và chúng ta phải luôn luôn trả lời cho câu hỏi là chúng ta vào thị trường như thế nào, chúng ta có lợi thế gì và làm thế nào để chúng ta cạnh tranh. Đấy. Thì đấy là một số những cái lời khuyên cơ bản để các anh chị khởi nghiệp startup kinh doanh bán hàng, để các anh chị có thể hình dung ra, được chưa ạ? Và khi chúng ta đã có những cái điều đấy rồi thì chúng ta sẽ tập trung cao độ để chúng ta làm. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rất là quan trọng. Và các anh chị và các bạn luôn luôn có tôi ở đây cung cấp rất nhiều kiến thức, đúng không? Hàng hàng trăm video, hàng nghìn video. Hiện nay tôi có mấy chục cái khóa học về bán hàng, về marketing, về quảng cáo, như là King of Sale, dạy vua bán hàng kỹ năng cực kỳ tuyệt vời, Facebook Marketing chuyên nghiệp chuyên sâu 2020, dài đến tận 150 video bài học đấy. Rồi thì F&B Marketing, rồi thì khởi nghiệp trà chanh, rồi thì khởi nghiệp trên Internet, rồi thì giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, rồi thì Google SEO vân vân, Google AdWords vân vân, cái gì cũng có. Bất kể một cái kỹ năng bán hàng nào, các anh chị đều có xử lý khủng hoảng truyền thông, xây dựng thương hiệu. Đấy, thế thì khi mình muốn startup thành công, khi mình muốn tăng trưởng doanh số, khi mình gặp khó khăn về cái chiến lược phát triển, thì mình hãy suy nghĩ về điều đó, tìm những người thầy, tìm những người mà mình có thể tin cậy về mặt trí tuệ, về mặt kinh nghiệm, về mặt đạo đức kinh doanh, về mặt đường hướng để chúng ta có thể bùng nổ. Và quan trọng nhất khi bạn làm kinh doanh thì hãy nhớ là phải tôn trọng pháp luật, bởi vì rất nhiều người kinh doanh bây giờ có được nhiều tiền nhưng mà là thực ra dựa trên cái sự gian lận, sự gian dối, và sau đó thì bây giờ phải trả giá, đúng không ạ? Công an bắt, tòa án xử, đi tù, rất nhiều đại gia hàng nghìn tỷ bây giờ cũng đã phải vào vòng lao lý. Mới đây nhất là cái vụ việc liên quan đến bà Dương Thị Bạch Diệp, mới đây nhất là tôi vừa nghe thông báo không rõ thực hư như nào là đã cũng bị công an bắt vì làm sao là làm ăn các cái vấn đề liên quan đến chính trị, rồi thì phi pháp vân vân. Thế rồi những người bán hàng online, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các bạn có thể kiếm được tiền nhưng mà về mặt lâu, về mặt dài tôi nghĩ rằng đó là điều không nên. Đó là lý do tại sao mà tôi vẫn lựa chọn những cái nghề nghiệp mà tốt cho mọi người và chọn những cái sản phẩm tốt cho khách hàng tôi mới bán. Nói gì thì nói thì chúng ta cứ tôn trọng pháp luật trên hàng đầu số 1, xong đó là giữ đạo đức kinh doanh, thứ ba là tôn trọng khách hàng, thứ tư là học hỏi đối thủ, thứ năm là luôn luôn phát triển bản thân tốt, thứ sáu là cầu tiến và học hỏi, bởi vì hiện nay thay đổi về mặt công nghệ rất là nhanh. Thứ bảy là chúng ta có khát vọng thì tôi nghĩ là chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thành công thôi, thành công theo cách này hay cách khác, được chưa ạ? Vâng, nếu các bạn thấy video của chúng tôi hay thì hãy sub kênh cho chúng tôi và hãy share, hãy trao đổi với chúng tôi. Một lần nữa xin được chúc các anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, kiếm được thật nhiều tiền và chia sẻ niềm vui với công ty PA Marketing và giảng viên Phan Anh là tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.